Hồi ký, tôi đi tìm tự do, tập 21. Tên quản giáo trường chỉ chiếc dùi cui về phía quan hét. Anh ngồi im đó, chờ lệnh tôi. Nói xong quản giáo trường bước vô sân phòng giam A2 chúng tôi. Hắn lừ lừ, liếc nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hằn học, oán giận. Đỏ kìa, những gân máu. Quản giáo trường thấp khoảng thước tư, thước rưỡi, trán thấp, tóc rễ tre, có gương mặt u ám, vô học, điển hình của những người cán bộ cải cách ruộng đất. Là người thiểu số, không biết là nùng thượng hay ê đê, trường nói tiếng Việt không sỏi, tính tình trường độc ác, hằn học với tù và rất hay kiếm cớ để hành hạ tù. Thời gian đó tại quân lao Gò Vấp, vệ binh quản giáo Việt Cộng có phong trào học võ nghệ, được chính một số tù là võ sư có võ đường đứng ra huấn luyện. Với bản chất tàn nhẫn độc ác, sau khi ti toe học được ít võ nghệ, vệ binh quản giáo tại quân lao Gò Vấp thường kiếm cớ quy chụp tù tội này tội nọ, rồi mang tù ra vợt hội đồng ngay ngoài sân chơi bóng chuyền hay trong phòng thẩm vấn. Trong số những quản giáo thích mang tù ra đánh hội đồng có quản giáo trường. Tuy nhiên, quản giáo trường cũng là người rất bộc trực, chuột ngựa, hay mở miệng chửi cộng sản. Mỗi khi về bắt thăm gia đình trở vô, quản giáo trường thường tìm đến tù nhân tâm sự, chửi bới chế độ cộng sản, rồi kể lể những nỗi khổ của gia đình y một cách công khai. Thoạt đầu, nghe y nói tù nhân đều không tin, cho y có mô mô gì đây nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau rốt có nhiều người hiểu với bản chất của người thiểu số ít học, y dễ cuồng tín nuốt sống nuốt chính bả tuyên truyền của cộng sản, nhưng cũng dễ chửi bới cộng sản. Khi y và gia đình phải chịu đựng những đói khổ, những lừa lọc do cộng sản gây ra. Sau một hồi lừ lừ nhìn những người tù chúng tôi bằng cặp mắt oán hận, quản giáo trường hét: Đặng cho nhà nước chúng anh du đây để cải tạo thành người tốt, vậy mà chúng anh vô ơn, chúng anh phá phách đánh lộn. Tù tự quản là tù tiến bộ nhất của đảng và nhà nước. Anh quan đánh tù tự quản là đánh phá cách mạng, đánh phá đảng, là đồ phản động. Quay qua phía quan, trường dơ dùi cui chỉ chỗ hò hét: Anh quan có biết tội phản động của anh chưa? Quan thiều thào nói gì đó nghe không rõ, tên trường lại hét: Để chuộc tội phản động của anh, tôi ra lệnh anh quan phải bò từ đó về hàng. Nghe tên trường hét bắt quan phải bò về hàng, anh em tù trong hàng bỗng xôn xao phản đối. Là những người tù chính trị, chúng tôi chấp nhận bị trừng phạt như bị cùm chân cùm tay, cắt khẩu phần ăn, bị tống giam trong Connex, bị cấm nhận quà thăm nuôi, kể cả bị đánh đập hay bị xử bắn. Nhưng chúng tôi không dễ gì chấp nhận bị làm nhục như bị cộng sản bắt phải quỳ phải bò. Tên quản giáo trường quay lại phía chúng tôi, múa chiếc dùi cui rồi hét: Chúng anh câm miệng. Quay sang quan, quản giáo trường lại thét: Anh quan, nghe tôi nói chưa, anh bò ngay về hàng. Anh em tù chúng tôi vẫn xôn xao phản đối. Còn quan lúc đó vì quá mệt mỏi, chân lại bị xiềng bằng lỗi xiềng gan, do lò rèn của trại chế ra theo kiểu vẽ ác độc của tên trưởng trại, nên quan rất lúng túng. Thêm nữa, từ vỉa hè nhà ăn xuống đến sân của phòng giam A1 có 2-3 bậc, rồi lại thêm một rãnh nước thoát mưa rộng khoảng hơn gang tay, làm cho quan quýnh quán muốn bò mà không bò được, trông thật tội nghiệp vô cùng. Tôi lúc đó đứng ngay hàng đầu nên thấy rất rõ cảnh tang thương của quan. Vì tính khí ngang ngược của quan nên trong tất cả những người bạn tù, chỉ có tôi là người duy nhất chơi thân với quan. Nay trong hoàn cảnh đó, quan không thể trông cậy vào ai ngoài tôi. Tôi cũng biết tôi chơi thân với quan, bạn tù ai cũng biết, nên trong thâm tâm tôi thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ quan hơn cả. Nhưng giúp đỡ cách nào đây? Trong lúc bối rối, không kịp suy nghĩ, không kịp hiểu mình phải làm gì, và tại sao mình lại hành động như vậy, bỗng dưng tôi bước ra khỏi hàng, đi thẳng về phía quan. Mới bước được vài bước, tôi đã nghe tiếng quản giáo trường hét lên, vừa ngạc nhiên lúng túng vừa phẫn nộ: Ê, đứng lại, anh Chí đứng lại. Tiếng thét của quản giáo trường vừa dứt thì tôi cũng đã đến bên quan. Tôi xoay người ngồi xuống, chìa lưng về phía quan và nói: Ôm lấy cổ tao, tao cõng. Quan ngần ngừ và quảng hốt: Đừng mày, nó đánh mày chết. Tôi dứt khoát: Tao nói mày ôm cổ tao. Vừa nói tôi vừa xoay người lại, nắm lấy hai cánh tay khẳng khiu của quan, kéo tròn qua cổ tôi, rồi đứng dậy cõng quan về hàng. Hai chân của quan bị còng bằng còng sắt nên lủng lẳng đụng vào đùi tôi đau điếng,
nhưng tôi cắn răng chịu. Một bước, hai bước, cả trại bỗng im lặng trợn người. Rồi tự dưng, một tiếng, hai tiếng vỗ tay nổi lên trời rạc, rồi tất cả gần trăm người tù cùng vỗ tay vang dội. Tôi xúc động muốn ứa nước mắt. Quay sang phía quản giáo trường, tôi thấy mặt y hầm hầm, mắt y lừ lừ nhìn tôi, rồi y quát: "Ai cho phép anh cổng thanh quan?" Tôi biết trong giây phút không kịp suy nghĩ, tôi đã làm một điều vô cùng nguy hiểm. Tôi sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động của tôi. Vì vậy, để gỡ gạc phần nào nguy hại, tôi cố gắng trả lời quản giáo trường bằng một giọng thật nhã nhặn: "Thuộc quản giáo, như quản giáo đã nhiều lần nói, chúng tôi vô đây là để được cải tạo trở thành người tốt hơn, chứ không phải để bị làm nhục. Nếu quản giáo thấy anh quan có tội, quản giáo cứ việc trừng phạt theo đúng nội quy của trại tù, chứ không thể bắt anh ta bò. Vì trong nội quy của trại tù không hề có điều khoản nào cho phép quản giáo trừng phạt tù bằng cách bắt tù phải bò." Quản giáo trường lừ lừ nhìn tôi, miệng lầu bầu mấy tiếng, tôi nghe không rõ, rồi y quát lên: "Chúng anh đi vô!" Tôi thở phào thoát nợ và chẳng hiểu sao lúc đó trong lòng tôi bỗng dâng lên niềm xúc cảm rất vô lý, thầm biết ơn quản giáo trường đã tha tội cho tôi. Sau lần xảy ra biến cố đó, tình bạn giữa tôi và quan vô cùng thân thiết. Tôi tin tưởng quan đến độ một đêm nọ tôi nói với quan ý định vượt ngục của tôi và chủ quan cùng vượt ngục khi hai người cùng chung một phiên gác. Tôi nói với quan mỗi ca gác 2 tiếng. Chúng tôi phải mất 1 tiếng để hai người gác trước ngủ say. Tiếp theo, chúng tôi phải chờ cho tên vệ binh mở cửa tò vò của phòng giam để báo cáo mọi chuyện yên tĩnh. Sau đó, thời gian để tên vệ binh trở lại mở cửa tò vò lần kế phải mất ít nhất nửa tiếng đến 1 tiếng. Như vậy, chúng tôi sẽ có nửa tiếng đồng hồ để vượt ngục. Tôi cũng nói cho quan biết, địa hình của quân lao tôi đã nắm rất rõ. Thời đó, nóc quân lao thường bị thủng. Mỗi khi mưa nước chảy vô trong rất nhiều, nên đôi khi chúng tôi được lệnh leo lên trên nóc, lấy nhựa đường bít những chỗ thủng. Tôi may mắn được lên nóc quân lao 2 lần. Lần thứ nhất tôi quan sát địa hình địa vật chung quanh và tình cờ phát hiện ra một cơ hội đặc biệt có thể giúp tôi vượt ngục tại quân lao Gò Vấp dễ dàng. Tôi không biết cấu trúc của khu B và C của quân lao Gò Vấp như thế nào. Nhưng khu A có 3 phòng giam là A1, A2 và A3. Ngay đằng sau mỗi phòng giam có một phòng vệ sinh dính liền với mái bằng, đổ bê tông rất kiên cố. Trên nóc của phòng vệ sinh có một lỗ vừa để thông hơi, vừa để lấy ánh sáng mặt trời. Lỗ thông hơi này rộng mỗi chiều khoảng 60 phân. Nằm giữa lỗ thông hơi là 2 thanh sắt loại cọc hàng rào kẽm gai, được đặt song song, cách nhau khoảng 20 phân. Vì 2 thanh sắt này được đặt ngay trong lớp bê tông khi mới xây, cộng với mặt có rãnh trũng của thanh sắt quay lên trời, nên lâu ngày nước mưa đọng trong rãnh đã ăn mòn cả 2 thanh sắt. Ở trong phòng vệ sinh nhìn từ dưới nhìn lên, thì thanh sắt vẫn còn nguyên có vẻ kiên cố. Nhưng nhờ lên trên nóc nhà, tôi có cơ hội nhìn 2 thanh sắt từ phía trên, thấy được sự rỉ sét nhiều tới mức một người có thể dùng 1 thanh sắt hay khúc gỗ bẻ gãy cả 2 thanh sắt này dễ dàng. Phát hiện ra điều này tôi rất mừng. Để có thể tận dụng được cơ hội này, tôi bí mật đổi chác cho một anh tù ở nhà bếp để lấy 1 ít muối. Ngoài ra tôi cũng nhặt được 1 ống sắt làm ống nước, dài khoảng 60 phân có chu vi vừa bằng cổ tay. Tôi vứt ống sắt này ngay ở hàng rào bên ngoài phòng vệ sinh. Lần lên nóc quân lao lần thứ 2, tôi kín đáo mang theo gói muối trộn lẫn với cát rồi nhét vô rãnh 2 thanh sắt để tăng tốc độ rỉ sét bào mòn 2 thanh sắt. Tôi cũng kín đáo mang theo ống sắt rồi để ngay cạnh lỗ thông hơi trên nóc phòng vệ sinh, vì đó là lỗ thông hơi của nhà cầu rất hôi thối, nên mọi người đều tránh xa, không một ai để ý đến việc làm kín đáo của tôi. Ống sắt để cách lỗ thông hơi không đầy 20 phân, được các loại dây leo bao phủ nên rất an toàn. Tôi dự định khi vượt ngục từ bên dưới nhà vệ sinh, tôi chỉ cần thò tay lên là nắm được ống sắt và dùng nó bẻ gãy 2 thanh sắt chắn lỗ thông hơi một cách dễ dàng. Sau đó, với khả năng của một người thường xuyên chơi xà đơn, xà kép ở trung tâm thể thao Phan Đình Phùng thời trước 75, tôi có thể chui qua lỗ thông hơi ra ngoài một cách dễ dàng. Nung nấu trong lòng ý chí vượt ngục bằng mọi giá, tôi đặt hết niềm tin tưởng vào quan và đinh ninh quan sẽ vượt ngục cùng với tôi. Nhưng tôi không ngờ, 2 ngày sau, quan buồn rầu cho tôi biết quan không thể vượt ngục.
Ngay khi nghe quan nói, tôi biết ngay lý do quan quá yêu vợ và thương con. Với quan, tất cả mọi hạnh phúc trên cõi đời này, kể cả sự tự do của chính bản thân quan, sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu quan không được sống bên cạnh vợ con. Viễn Ảnh vượt ngục ra ngoài, trở về Huế đón vợ con rồi vượt biên ra ngoại quốc là cả một chuyện vô cùng xa vời và không tưởng đối với quan. Quan chấp nhận ở lại trại tù, chịu đựng tất cả mọi nỗi khổ đau để chờ ngày được đoàn tụ với vợ con, hơn là phiêu lưu vào con đường vượt ngục vô cùng nguy hiểm. Quan từ chối vượt ngục làm tôi rất buồn, nhưng tôi không hề trách quan. Tôi cũng không hề lo ngại về ý định vượt ngục mà tôi đã tin tưởng tâm sự với quan. Tôi hiểu quan là người rất trung thành với bằng hữu. Hai ngày sau, ngày quan từ chối vượt ngục, phòng giam A2 của tôi nhận thêm một người tù cao to đặc biệt, có tướng mạo giống người châu Âu, với nước da trắng xanh, bộ râu quai nón xòm xòm và mái tóc để dài tới ngang vai. Khác hẳn tất cả những người tù chúng tôi một khi vô phòng giam đều được cởi còng tay xiềng chân, người tù đặc biệt này vẫn bị còng tay xiềng chân. Thấy người tù mới khi vũ hiên ngang, tướng tá ngon lành, tôi lân la làm quen và được anh cho biết tên anh là Vũ Hoàng, nguyên võ sư có võ đường ở Chợ Lớn. Hỏi anh tội gì bị bắt, anh chỉ cười không nói. Chiều tối hôm đó, tôi lấy phần cơm đem vô cho anh. Anh cảm ơn nhưng không hề đụng đũa, đụng chén. Trong khi chúng tôi ăn, anh ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thở ra hít vô kêu vo vo, mà hơi thở rất dài và sâu. Tôi nghĩ có lẽ anh là võ sư nên hơi thở phải khác hẳn người thường. Tối hôm đó, anh em chúng tôi mấy người xúm xích nghe anh nói chuyện. Tuy ở trong tù, nhưng thái độ của anh ung dung tự tại, làm chủ được cả thể xác lẫn tinh thần, nên chúng tôi rất khâm phục. Đến 9 giờ tối, tiếng kẽn nổi lên, bảo giờ đi ngủ. Chúng tôi ai về chỗ người nấy. Nhưng ai cũng bồi hồi trong dạ khi nghĩ đến những câu chuyện lên võ đài của anh, chuyện võ sư bảo truyền, biểu diễn trên truyền hình như thế nào, chuyện sư phụ của anh Sang Miên bị bùa ngải ra làm sao. Tràn trọc nghĩ đến những câu chuyện anh kể, nghĩ đến mưu kế vượt ngục của mình khó có thể thực hiện, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ bỗng nhiên tôi giật mình, nghe 2-3 tiếng súng nổ, rồi tiếng kẻ ngủ liên đổ hồi, tiếng chó sủa, tiếng vệ binh quản giáo la hét ầm ĩ bên ngoài. Tôi vội ngồi dậy, nhưng không dám ra khỏi mùng, vì nội quy của trại đã quy định. Trong đêm tối khi nghe tiếng kẻn báo động, mọi tù nhân phải ngồi nguyên trong mùng. Ai đi lại lung tung có thể bị quản giáo vệ binh xử lý tại chỗ. Xử lý ở đây có nghĩa người nào vi phạm sẽ bị bắn bỏ. Tuy ngồi ở trong mùng nhưng tôi vẫn nghe tiếng anh em bạn tù xôn xao. Ê, Vũ Hoàng trốn rồi. À, Vũ Hoàng nào? Vũ Hoàng võ sư mới vô hồi chiều. Tôi ngạc nhiên vội hé mùng nhìn về phía Vũ Hoàng ngồi hồi tối, cách chỗ tôi nằm khoảng 4 manh chiếu. Vì đề phòng tù vượt ngục nên trong phòng giam lúc nào đèn cũng sáng trưng. Nhờ vậy tôi nhìn thấy rõ chỗ Vũ Hoàng ngồi lúc tối kể chuyện cho chúng tôi nghe bây giờ trống trơn. Ngay giữa manh chiếu rách là chiếc còng tay và chiếc cùm chân mà Vũ Hoàng đã tháo ra và để lại thật gọn gàng. Tôi vừa khâm phục vừa tự hỏi, không biết Vũ Hoàng đã vượt ngục bằng cách nào và sao anh lại có thể vượt ngục nhanh như chớp vậy? Thông thường bất cứ người tù nào muốn vượt ngục bao giờ cũng phải mất một thời gian điều nghiêng đường đi nước bước trước khi vượt ngục. Riêng Vũ Hoàng thì không. Buổi chiều anh bước vô phòng giam với chiếc còng tay, chiếc cụm chân và xích sắt cầm trên tay nặng tổng cộng cả chục ký lô do tù lò rèn tự quản làm ra. Để rồi ngay trong đêm anh đã tháo còng tháo cùm vượt ngục. Anh quả thật tài ba. Nghe tiếng súng nổ, sau đó mới đến tiếng kẻn ngủ liên đổ dài từng hồi, rồi tiếng vệ binh quản giáo la hét cùng tiếng quân khuyển sủa ầm ĩ suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi đoán anh Võ Hoàng đã vượt ngục thành công. Kinh nghiệm tại quân lao Gò Vấp cho chúng tôi biết, một người vượt ngục khi bị phát hiện lệnh báo động được ban ra, chỉ trong 10-15 phút là tối đa, người tù đó sẽ bị bắt lại hoặc bị bắn chết. Từ khi vô quân lao Gò Vấp, tôi biết có 4 cuộc vượt ngục, tất cả đều bị thất bại. 5 người bị bắn chết ngay giữa hàng rào với bức tường gạch kiên cố quanh quân lao. Xác họ bị vùi ngay nơi họ bị bắn chết, không điều tra, không báo cáo, không cho cả thân nhân của người tù biết. Trong 4 cuộc vượt ngục đó chỉ có một người tù bị bắt lại.
Anh này bị đánh đến ngất xỉu ở ngoài hàng rào, sau đó hai vệ binh nắm hai chân người tù kéo dọc theo con đường lót sỏi đi về phía Connex ở khu B. Hôm đó tôi nhìn qua ô tò vò ở cửa sắt, thấy rõ mặt người tù đầy máu, đầu người tù bị kéo lúc lật sang bên trái, lúc sang bên phải. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ người tù còn sống. Vậy mà như có phép màu, người tù đó vẫn sống sau khi trải qua những ngày nóng bức khùng điên trong Connex. Những trận đòn thù tra tấn liên miên, chỉ tội là anh bị câm và điếc mất một bên tai, một mắt của anh cũng bị hư hoàn toàn vì vệ binh đánh lòi con ngươi ra ngoài, để lại một hốc mắt sâu hóm, lúc nào cũng rỉ máu mủ, ngồi đâu cũng có ruồi bâu. Sau khoảng nửa tiếng ầm ĩ huyên náo bên ngoài, tôi nghe tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng hét của vệ binh, tiếng súng lên đạn nghe thật ghê rợn. Rồi hai cánh cửa sắt phòng giam A2 mở toang, kèm theo ánh đèn pha trực sáng chiếu từ bên ngoài, quản giáo trường hét lên: "Chúng anh tất cả nằm xuống, không được nhúc nhích." Nằm trong mùng, tôi âm thầm quan sát, thấy hai tên vệ binh cầm súng AK hộm sẵn, bước vô chĩa súng về hai phía bên trái và bên phải phòng giam. Sau một phút im lặng không thấy động tĩnh gì, hai tên vệ binh khác bước vô, đi thẳng tới chỗ nằm của anh Vũ Hoàng. Một tên vệ binh cúi nhặt chiếc còng và chiếc cùm sắt, vật dụng cuối cùng của Vũ Hoàng để lại, rồi đi thẳng ra ngoài. Sau đó hai tên vệ binh khác cùng quản giáo trường bước vô, chiếu rọi đèn bấm tứ tung trong phòng giam, rồi chúng bước về phía nhà cầu. Không hiểu sao, ngay giây phút đó người tôi nóng ran, linh tính xui khiến, tôi đoán ngay anh Vũ Hoàng đã vượt ngục bằng chính lỗ thông hơi trên nóc nhà cầu. Nhưng tôi đã đoán lầm, anh Vũ Hoàng không vượt ngục bằng lối đó. Sau một hồi lục soát, tất cả vệ binh quản giáo đi ra ngoài. Tên quản giáo trường bước ra sau cùng với hai tên vệ binh, rồi tiếng cửa sắt khép lại ghê rợn, tiếng khóa loảng xoảng bên ngoài. Sau khi cánh cửa sắt được khóa lại, tôi vội vàng vô nhà cầu giả vờ đi tiểu. Ngước mắt nhìn lên nóc nhà cầu, tôi thấy lỗ thông hơi vẫn còn nguyên vẹn. Một khung trời đen nhỏ xíu với vài vì sao nhấp nháy, như tréo gọi tôi hãy vượt thoát tìm đến tự do. Tôi trở về mùng, tôi thao thức không ngủ. Tôi không hiểu anh Vũ Hoàng đã vượt ngục bằng cách nào mà tài tình đến như vậy. Tôi ước ao có được tài năng của anh để vượt ngục, để làm một người anh hùng, đêm đêm tung hoành đó đây làm thịt những tên cộng sản tội đồ của dân tộc. Trong đêm khuya vang vọng từ ở những vùng đó rất xa, có tiếng chuông nhà thờ, tiếng xe chạy rì rầm, như có như không. Tôi đoán chừng lúc đó khoảng 4 giờ sáng. Cuộc vượt ngục thành công của anh Vũ Hoàng làm cho ban chỉ huy Việt Cộng tại quân Lao Gò Vấp rất điên đầu, vì chúng không tài nào điều tra được anh Vũ Hoàng đã trốn trại bằng cách nào, ra bằng ngã nào. Anh đến thật bất ngờ, ra đi cũng bất ngờ, và vật dụng duy nhất chứng tỏ anh đã đến và đi là chiếc còng và chiếc cùm với chùm dây xích anh để lại. Tuy không biết anh Vũ Hoàng đã trốn bằng cách nào, nhưng ban chỉ huy Việt Cộng vẫn ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh của trại giam, thêm hai hàng rào kẽm gai được dựng lên chung quanh trại. Hàng tấn dây kẽm gai được gửi vô các phòng giam để phủ lên lớp dây kẽm gai cũ trên các trần nhà. Nhưng đau khổ và tuyệt vọng cho tôi hơn cả là lớp dây kẽm gai mới dày đặc cũng được phủ lên nóc lỗ thông hơi trong nhà cầu. Như vậy là ước mơ vượt ngục qua lỗ thông hơi trong nhà cầu của tôi bị tiêu tan. Tôi phải tìm cách khác. Cách khác là cách nào tôi nghĩ chưa ra. Nhưng tôi biết nếu mình đã quyết tâm và kiên nhẫn thì sớm muộn gì cũng sẽ có cách. 2 tháng sau, chúng tôi đón nhận một đợt tù cải tạo mới chuyển về, trong đó có anh Doãn Bình. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tình cảm giữa tôi với anh Doãn Bình trở nên vô cùng thân thiết. Sống trong A2 lúc đó, đại đa số là hồi chính viên trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ 60 tới 75, trong đó có tới phần 3 là lính chính quy Bắc Việt, còn lại là người miền Nam. Riêng anh Doãn Bình tuy bị Việt Cộng xếp vào loại hồi chánh, nhưng đúng ra anh đã bỏ Việt Minh từ thời 50. Sau khi từ vùng Việt Minh kiểm soát trở về Hà Nội, mà ngôn ngữ của Việt Minh thời đó gọi là Dinh Tê, anh Doãn Bình đã vô quân đội Pháp và là một sĩ quan. Nhưng tôi không nhớ rõ anh kể tôi nghe đến năm 4 anh cấp bậc gì. Đến đây tôi cũng xin thẳng thắn và thành thật kể lại những sự thật đau lòng, vì những sự thật này sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn bản chất của người cộng sản,
cùng những tác hại to lớn mà chủ nghĩa cộng sản đã gây cho dân tộc Việt Nam. Không biết một ai đã nói con người là sản phẩm của chế độ. Điều đó rất đúng, tuy không đúng 100% nhưng đúng tới 90%. Trong phòng giam A2 lúc đó, có tới phần 3 là hồi chính viên gốc chính quy Bắc Việt, và tôi phải thành thật thú nhận, thành phần này mất nhân tính nhiều hơn so với 2/3 hồi chính viên gốc người miền Nam. Vào thời điểm đó, tôi chỉ nhìn thấy sự khác biệt này xuất phát từ những dị biệt về đời sống kinh tế của miền Nam với miền Bắc. Miền Bắc đói khổ nên con người sống ở miền Bắc tham lam ích kỷ hơn so với miền Nam. Nhưng anh Doãn Bình đã phân tích cho tôi thấy, nguyên nhân khiến lính chính quy Bắc Việt tàn nhẫn, thủ đoạn, ít nhân tính là do họ sinh ra lớn lên trong chế độ cộng sản, do chế độ cộng sản nhào nặng. Còn người miền Nam, bản chất họ thuần lương, được sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nên dù có theo cộng sản cũng chỉ theo một vài năm, nên cái nhân tính, cái thuần lương đông hậu vẫn còn trong lòng. Sau này ngẫm nghĩ những gì anh Doãn Bình nói, tôi cảm thấy rất có lý. Năm 1954, biết bao nhiêu thân nhân chia tay nhau, kẻ ở lại miền Bắc, người di cư vô Nam. Trong tình nghĩa mặn nồng, khi đó bản chất tình người lòng yêu thương, cùng những đức tính nhân nghĩa trí tính của kẻ ở người đi đều giống hệt nhau. Vậy mà 20 năm sau, sau 30 tháng 4 năm 75, cũng những người thân thương đó từ miền Bắc vô miền Nam, họ đã đổi khác rất nhiều. Họ ăn nói thiếu thành thật, họ tuyên truyền cho Việt Cộng một cách rẻ tiền, họ trở nên vụ lợi, coi rẻ tình nghĩa, họ mê đắm từ cái xe máy, chiếc đồng hồ cho đến cái chén đôi đũa. Tôi không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng chính kinh nghiệm bản thân trong gia đình tôi và câu nói, miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng, cho thấy đây là một nỗi đau, một sự băn hoại về lương tâm cho dân tộc Việt Nam, mà Cộng sản là thủ phạm. Rồi trong những năm sau 75, thảm kịch đó lại tái diễn, khi chúng ta chia tay với những người thân thương đầy nhân nghĩa đạo đức tình người của miền Nam để lên đường vượt biên. 20-30 năm sau, khi những người thân thương của chúng ta ra hải ngoại đoàn tụ hay thăm viếng, chúng ta giật mình và đau buồn khi thấy họ khác xưa rất nhiều. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 22.